À, xin chào anh em, thì hôm nay thị trường có một phiên tăng 25.5 điểm, tương đương có 2% và kèm theo đó là giá trị giao dịch nó tăng 19% so với phiên hôm trước, thì với giá trị giao dịch này nó đã vượt qua cái cây đỏ liền trước, cho đó là ngày 11 tháng 3 là một phiên đỏ kèm với giá, dịch, giá trị giao dịch khoảng 22.5 ngàn tỷ, thì mình hay nói những cái setup của mình đó, khi mà nó xuất hiện đúng và thỏa mãn một số cái điều kiện thì nó sẽ xuất hiện cái điểm mua và khi mà nó xuất hiện điểm mua thì cái việc quan trọng là mình chỉ làm theo nó thôi chứ còn để mà phân tích nhịp này có phải là nhịp rũ hay là nhịp giả hay không thì rất là khó ngày mai nó đi đâu thật sự mình cũng không có biết thì cái trường phái của mình mình hay nói với anh em rất là nhiều lần khi mà tín hiệu mình đã test rất là nhiều lần nó thành công trong quá khứ thì hiện tại nó xuất hiện và mình làm theo nó thôi quan trọng là mình tập trung thời gian để mình cải tiến cái hệ thống và khi nó báo thì mình làm theo nên là hôm nay mình cho các anh em khách hàng của mình khuyến nghị cho anh em khách hàng của mình tham gia mua và gợi ý một số mã để anh em tham gia mua thì mình cũng làm clip này để chia sẻ với anh em nếu mà anh em có ý định quay lại thì tìm những cái cổ phiếu có thể tham gia thì phân tích thị trường thêm một tí nên em thấy là hôm nay mặc dù cái cái giá trị nó tăng tuy nhiên là cái von so về von thì vol von hôm nay nó vẫn là nhỏ hơn ví dụ ngày 23 ngày 11 á ngày 11 tháng 3 là tổng von của Vinet nó khoảng 9 922 triệu thì hôm nay nó cũng khoảng 800 chín triệu thì nó chưa có bằng tuy nhiên là giá trị giao dịch ở thời điểm hiện tại thì nó vượt và một cái điều quan trọng đó là các cái chỉ báo độ rộng số cổ phiếu nằm trên ma này nên em thấy là cái theo dõi thị trường chung của mình nó cải thiện rất là tốt thì mình quay lại mình tham gia thì thời gian này có thể mình nghĩ với cái biểu đồ kiểu này có đủ thời gian để anh em đánh t cộng thì quay lại nhìn tổng quan trên thị trường anh thấy mấy hôm nay rất là nhiều nhóm ngành nó tăng tốt và tăng mạnh đa phần nó trải rộng thì nhóm chứng khoán là cái nhóm mà anh em thấy là tăng đậm hoặc là phân bón hóa chất là những nhóm mà tăng, tăng đậm tốt dịch mai cũng nhiều cổ nhiều cổ phiếu tăng à, tím điện thì à, được một cổ phiếu cơ bản là đa phần tất cả các ngành nó đều tăng khá là mạnh thì à, nhìn lại nhóm ngành tổng thể để anh em có cái dữ liệu tham khảo thì anh em thấy trên cái bảng dữ liệu về nhóm ngành anh em thấy hôm nay chỉ có hai 2... thì hôm chỉ có một một nhóm là nhóm mía đường là nó đỏ còn gần như toàn bộ là xanh và xanh tốt thì những thằng xanh tốt đó mình mình tôi nó là màu màu tím nè thì em thấy đa phần là tăng von và đồng thuận gần như là tất cả đều tốt thì chỉ có nhóm cảng biển là hôm nay là von nó nó vào thấp hơn so với hôm qua bởi vì hôm qua nó cũng là một cái trong những nhóm mà tăng tốt hôm qua cảng biển công nghệ và bất động sản khu công nghiệp mình nói là đây là những cái nhóm nó đã tăng tốt rồi thì Hôm nay cái mức tăng nó yếu hơn người ta một tí và von nó không có quá vượt trội. Thì mặc dù von so với từng phiên nó không vượt trội nhưng mà so với trung bình 10 phiên thì nó cũng xem xem, so với trung bình 10 phiên thì nó cũng đạt 98% 99%. Những cái thằng nó đã tăng tốt trước đó. Thì dầu khí cũng tương tự. Thì em thấy hôm nay cái nhóm tăng tốt nhất là cái nhóm chứng khoán nó tăng tới 5% toàn nhóm ngành phân bón hóa chất cũng trên 5 phần trăm đa phần cái mức tăng khá là tốt thì thị trường nó đồng thuận khá là mạnh nên là vấn đề hiện tại đây là nhịp kéo giả hay là nhịp thật mình không quan trọng quan trọng nhất là tín hiệu nó đã xuất hiện và mình làm theo việc cần là mình đi tìm một số cổ phiếu để mình phân tích để anh em có cái nhìn và nếu mà thích thì có thể tham gia thì từ phiên sáng mình có gửi thì anh em thấy từ sáng mình gửi cái nhận định này ở trên cái nhóm cộng đồng Thì nếu mà anh em thích có thể quét cái mã QR để tham gia cái nhóm này Thì đa phần khi mà có hàng mình sẽ cũng post lên đây Hoặc là khi mà có tín hiệu mua bán cổ phiếu mình cũng gửi cho anh em tham khảo Thì mình nói trong phiên sáng nếu mà hôm nay thị trường nó nó giá trị giao dịch nó lớn hơn 22.6k tỷ và đóng cửa xanh thì nó sẽ xuất hiện điểm mua thì hôm nay nó thỏa tất cả điều kiện này thì điểm mua nó nó xuất hiện thật thì sáng mình gửi cho anh em một số cái cái mã để tham khảo và lựa chọn thì ở trong đây có vài dòng bán lẻ có dầu khí ngân hàng có thì bản chất thị trường hôm nay nó tất cả nó đều tăng nên là mình không có nói nhiều thì phiên sáng khi mà kết thúc phiên sáng mình mình có so sánh thanh khoản của ngày hôm nay so với ngày 11 nha thì khi mà anh em tại vì mình mình cần là mình cần so sánh với ngày 11 này, thì nó vượt nó ví dụ ngày hiện tại là nó đạt 45 phần trăm và nó đạt von bao nhiêu đây thì ngày 11 nó nó chỉ đạt khoảng 37 phần trăm nó khá thấp hơn so với ngày hiện tại thì mình thấy khá là mạnh nên là giờ chiều mình có gửi lên một số cái một số cái mã mà giai đoạn trước nó đã break nó vượt đỉnh tuy nhiên là thị trường hiện tại thì nó thị trường chung nó xấu nên là nó quay lại nó tích lũy thì đối với mình mua những cái mã kiểu này nó cũng khá là được lợi thế thì anh em thấy thấy là ở trong đây đa phần tăng chưa có nhiều ví dụ như những mã như là nhóm chứng khoán ở trong đây cũng khá là nhiều là bốn năm mã chứng khoán này nó cũng tăng chỉ có một trăm mấy hai trăm mấy phần trăm tuy nhiên là đến phiên chiều thì đa phần nó tăng tím rất là nhiều thì còn một số mã mình cũng lựa ra trong đây để cho anh em mua thì mình cùng quay lại mình phân tích thử những cái mã này thêm anh em thấy một số mã ví dụ như thằng dabaco nè dabaco thì phiên sáng lúc mình gửi thì lúc đó nó tăng chỉ khoảng 0.65 phần trăm 7 phần trăm thôi thì anh em thấy ở đây mình có làm ở đây là những cái thống kê mua vượt đỉnh ở trong trong giai đoạn mà thị trường nó có xu hướng tăng từ này mình thống kê từ hồi đầu năm tới trong vòng một năm từ hồi tháng một hai nghìn tháng hai tới xem như thời điểm hiện tại thì cái này cũng có thể sửa lại hiện tại thôi. thì em thấy là tỷ lệ thắng nó cũng khoảng sáu mươi bảy thì hai phần ba là cho tỷ lệ thắng thì mình thấy đây là một tín hiệu red của nó kèm với vô lớn nè thì nó tích lũy đi ngang thì lúc mà mình gửi cho anh em thì cái tín hiệu này nó chỉ nó mới xem xem đây chưa được một phần trăm nên là à, mình gửi cho anh em tham khảo thì tới chiều này nó tăng tới 4.2 phần trăm con này cũng khá là mạnh thì trong những cái mã mà gửi cho anh em thì có thằng BBKE này là nó thanh khoản ít nè bởi vì cái con này mỗi ngày nó cũng chỉ mười mấy tỷ thì hôm nay là một cái mã một cái mã nó thuộc dạng giảm thì tùy sở thích của anh em thôi tuy nhiên là đối với mình là cái cái tín hiệu này cũng không phải là xấu thống kê thằng này cũng đánh ba lệnh thì đã cho hai lệnh thắng thì cây cái cây, cây red của nó có cái cây này tuy nhiên là nó không thành công thì nó quay lại nó test thì nếu mà nó vượt cái này mình nghĩ nó sẽ còn đi xa tuy nhiên là cái mã này thì nó nó thuộc dạng giao dịch khá là phòng thủ tùy sẽ thích của anh em thôi còn đẹp thì nó mở cửa và nó tăng từ sớm nó tăng sớm hơn thị trường tuy nhiên là tới cuối phiên thì nó bị nó bị đẩy về thì cái mức này nó cũng xem xem như cái mức sáng mình gửi nếu mà ngày mai von nó, nó vào nữa thì khá lâu chơi thì cái cây này nó bản chất nó rét từ đây à. tới hiện tại là nếu mà cái vùng này thì nó đã tăng 8,8 phần trăm Nếu mà những anh em thích theo cái trường phái phá vỡ này nó vượt đỉnh nè à. và tới đây cái thời điểm hiện tại nó đã tăng 8,8 phần trăm thì thì cái khẩu vị anh em thì cái này tỷ lệ Thắng của nó cũng mình cũng thống kê được là khoảng 50 50 thôi thì HCM phiên sáng mình gửi cho mọi người nó tăng khoảng 1.8 phần trăm thì chiều nó kéo thêm 1.8 phần trăm nữa thì cái mã này có nhiều câu chuyện thì một trong những cái kỳ vọng là cái kế hoạch lợi nhuận của cái con này có thể năm nay nó sẽ đặt rất là cao và cái về thị phần trên thị trường nó có thể nó quay lại thì một số thông tin mà, mà mình có được là như vậy nên là anh em thích có thể cân nhắc tham gia cái cái mã này khi mà nó có điều chỉnh thì thời điểm hiện tại so với cái điểm red của nó cũng 2.7% thì mình lựa cái này mình có nhắn anh em đó là những cái mã mà red sau một thời gian thị trường nó nó có vấn đề là nó đi ngang nó tích lũy liên tục một giai đoạn thì hôm nay nó nó tiếp tục tương tự những cái mã khác gác cũng uh, phiên sáng mình gửi mọi người nó cũng chưa tăng mấy chiều nó cũng uh, kéo lên được uh, một cái mấy phần trăm thì không nhiều tuy nhiên là cái biểu đồ của cái ma này cũng có thể chấp nhận được gáp thì uh, cũng chuyên gia đi ngược thị trường nên là anh em thích thì uh, cân nhắc hà đô chiều cũng uh, kéo khá là mạnh thì cây von cũng khá là lớn cây von cũng tạm có thể coi là ngon anh em thấy những cái cây mà xanh của nó những cây định hướng của nó rất là mạnh nên là kỳ vọng nó vượt cái đỉnh này nó đi lên một khoảng xa nữa IDE thì IDE phiên sáng mình gửi cho mọi người nó tăng cũng nó đã tăng rồi nó tăng khoảng 2.7 phần trăm thì chiều nó cũng kéo lên một tí tuy nhiên là nó tương tự như những cái con khác giai đoạn đây những cây von xanh vùng này khá là cao thì mình kỳ vọng nó còn đi tiếp được nó chưa có tăng mấy từ thời điểm mua thì KBC hôm nay đóng cửa cũng tạm có thể là coi cao nhất phiên thì von giai đoạn này nó những cái cây von đỏ nó, nó cũng bé cũng không không quá xấu và đặc biệt cái giai đoạn này tập trung vô nó cũng khá là nên mình mình kỳ vọng cái cây này là cái cây cái cây nến định hướng anh em có thể tham gia nếu mà nó có thì KBC là một trong những mã mà mình lựa chọn cho anh chị em khách hàng tham gia và IDI cũng vậy thì những cái mã nó nó chưa tăng quá mạnh của hôm nay thì còn kỳ vọng nó tăng tiếp giả sử như nó đã tăng à, từ điểm mua hợp lý 10 12 phần trăm hoặc gần 10 phần trăm thì khi mà mình tham gia tiếp thì mình nghĩ nó nó không hợp lý lắm với đặc biệt nó phân tích von cái vùng này những cây von đỏ nó cũng không có lớn KBC cũng tương tự liên tục những cái cây von xanh nó khá là ưu thế cây von đỏ nó cũng không đáng kể thì cái con này tương đối là lớn nên là kỳ vọng nó tăng nào nào như mấy con khác thì cũng không có mỗi một phiên giao dịch nó còn bốn năm trăm tỷ cũng khá là nhiều là C -G thì tín hiệu này vẫn đối với mình vẫn đẹp so với thời điểm mua này là thuộc hiện tại là nó đang âm 2.2 phần trăm tuy nhiên là hai cái cây bon này thì nó nó hơi lớn hơn nhưng mà đối với mình tín hiệu này cũng ổn hôm qua thì nó lại có được một cái tín hiệu test cung cũng khá là ok thì uh, tiếp tục nó làm mbs uh, thì những cái mã này chiều nó đã tăng khá là dữ nên tạm thời uh, những cái thằng mà nó kéo trần thì bỏ qua vc cũng hôm nay là nó lại vượt đỉnh luôn viết cũng tương tự vậy thì những mã chứng khoán gửi cho anh em ở trong nhóm trong cái cái lọc vượt đỉnh như này nó có bốn mã thì ở đây nó nó đều tăng tốt còn một cái trường phái mình gửi cho một số anh chị em khách hàng và ở trên gấp thì cái trường phái là mua bắt đáy thì mình gửi lúc mình gửi hoa sen này nó chưa tăng là tự nhiên chiều nó cũng tăng khá là mạnh thì tín hiệu bắt đáy của thằng này anh em thấy mình cũng thống kê tương tự nó cho tỷ lệ đúng tới 83 phần trăm tức là đánh 6 lệnh nó đánh nó đúng 5 lệnh trong năm vừa rồi nên là cái tín hiệu đối với mình cái tín hiệu bắt đáy cái vùng này khá là đáng tin cậy thì nhóm ngân hàng thì có nếu mình lướt qua hết á, thì một số thằng ví dụ thymidep uh, này thì cũng có vipnet mình chỉ bỏ vào quan sát ở trên không phải là trường phái bắt đáy HAG là một trong những thằng trường phái thì uh, khá là ok thì nó nó cũng cho tín hiệu và số chín này cũng là một cái tín hiệu mà mình mình quan sát trong thời gian dài nó nó đúng khá là nhiều nữa. Những cái điểm này uh, sai tự nhiên là một trong những cái mã có thể tham gia thì phát đạt cũng là ok nè. Phát đạt nó có hai cái tín hiệu luôn. Nên là mình cũng mình cũng chọn cái cái mã này để anh em tham gia. Thì so với thời điểm mình nhắn nó cũng tăng được một hai phần trăm đóng phiên. TCH cũng tương tự thì TCH này cái cái tỷ lệ đúng của cái nó cũng được khoảng 60%. Anh em thấy trong năm vừa rồi ví dụ cái này nó đúng chỉ có bốn trăm bởi vì nó đánh nhiều lệnh hơn nó đánh tới hai mươi mấy lệnh và anh em thấy một tổng lãi của nó cũng được khoảng 65 phần trăm lãi trong vòng một năm thì hai cái thông số này đều có thể chấp nhận được ở trên đây đánh chỉ có năm lệnh thôi thắng ba lệnh thua hai lệnh bây giờ hôm nay cũng có tín hiệu bắt đáy chấp nhận được thì tín hiệu bên trên này anh em thấy là lịch sử thắng nó cũng đánh ba lệnh thắng ba lệnh hoa sen thì nó đã tăng rồi thì mình, mình bỏ qua một cái mã nữa là thằng thằng ghét thì ghét cuối phiên nó nó kéo tăng khá là nhiều nên là nếu mà anh em chưa mua cũng thể bỏ qua thì mình đi lọc tiếp vài cái mã thử xem nó còn lại theo những cái bộ lọc còn lại để anh em có tham khảo thêm thì thật sự hôm nay á đa phần cổ phiếu nó đều tăng hết nên là tìm một cái cổ phiếu mà để chọn lựa an toàn khá là khó thì mình chạy cái bộ lọc này ra mình sắp xếp những cái thằng mà nó nó bắt tương đồng về nó thu hút von và tăng giá của nó so với những thằng khác trên thị trường á. thì mình lựa ra một số mã anh em có thể tham khảo ví dụ như ở trong đây nó có thằng thằng BC 1 nè anh em thấy về von nó nó đang xếp hạng khoảng 75 về cái này là một cái xếp hạng phụ nó cũng khá là cao tuy nhiên là về tăng giá nó thì nó nằm dưới trung bình về con cũng tương tự nè bên trên này thì có một cái mã Winhome về xếp hạng phụ nó khá là tốt tuy nhiên là tăng nó cũng không có nhiều thì mờ với kép g với cũng là một cái một cái mã để mình đưa vào quan sát thử và nhà một số cái mã nó có cái cái dị biệt giữa giá và von á thì mình cũng đưa vào đây để anh em có thể tham khảo ví dụ như stb ATB về von nó đang thu hút von khá là tốt tuy nhiên nó nó là cái thằng mà tăng giá tệ nhất trên thị trường so với thời điểm hiện tại hoặc là như Hà Nội cũng là một cái trong những mã khá là dị nè Winhome thì mình đi phân tích những cái mã này anh em xem thử về giá và von của nó thì thằng BC1 BC1 anh em thấy là cả một cái vùng khoảng một tháng nay nó bắt đầu nó hút von khá là dữ thì cái kiểu hút von kiểu này thì chắc chắn là thị trường nó không thể nó chỉ có tăng một cái nhịp có bao nhiêu đây là nó dừng anh em thấy cái điểm này nó lên nó chạy không được thì nó xuống thì phiên hôm nay nó cũng tăng 2.8 phần trăm phiên trước đó tăng 2.5 phần trăm nên những cái mã này muốn mua thì chờ ngày mai thử xem canh nó có hút phone hay không thì đây là những cái mã mà mình nghĩ về dài hạn nó không thể nó chỉ tăng bao nhiêu đây thôi bởi vì nhìn cái cái vận động von của nó anh em biết là nó nó đang được những cái cái dòng tiền lớn nó đẩy từ cái khúc này nè nên là những cái mã này là những cái mã dị và anh em có thể ăn được một cái khúc rất là dài nên cũng quan sát nó thử Uh, con thì hôm nay phê con uh, cuối phiên nó đã bị uh, chốt lời bản chất từ đầu phiên là đây là cái nhóm tăng khá là tốt là Tuy nhiên cuối phiên nó bị chốt lời khá là mạnh thì nó đẩy uh, đẩy còn có tăng hôm nay với 0.3% Tuy nhiên là von anh em thấy với giai đoạn những cái phiên gần đây uh, nếu mà nhìn uh, dạng nến thì những cái cây nến uh, nó bị đẩy trên đầu đẩy xuống này thì uh, không đẹp Tuy nhiên là tổng thể thân nó cũng không quá lớn nên là anh em uh, cân nhắc nó nói chung là canh thôi canh một hai phiên nữa thì những cái con này là những con dị biệt ở trên thị trường nếu mà được thì anh em sẽ ăn được nhiều thì anh em thấy giai đoạn cái vùng này phải con nó cũng bắt đầu nó có von tuy nhiên cũng phải quan sát chứ còn không có mua liền được đảm phú mỹ thì hôm nay nó tăng khá là mạnh này cũng chờ thêm hôm nay vol nó đã vượt cả một cái gần như là vượt luôn lịch sử của nó nên là cứ chờ thêm thôi bản chất cái con này có thể nó còn Vinhome cũng tương tự Vinhome anh em thấy từ cái cái vùng này nó có những cái cây lịch sử sau một cái thời gian đó nó nó sụ xuống khá là dài cả một tháng nay Tuy nhiên là nó cũng chưa có thủng qua cây này thì cả một vùng này là một vùng quanh lớn nên cũng có thể cân nhắc hôm nay qua nó bắt đầu nó cải thiện lại thì những con gì SPT thì nói chung cái mã này có thể là mình không có tự tin để mình múc nó cái thời điểm kiểu này nên SPT có thể bỏ qua nhựa hà nội thì nhựa hà nội mình nghĩ cái vùng này nó ok thì nhóm nhựa hôm nay có thằng à, nhựa bình minh đó. nó cũng à, bị chốt lãi khá là nhiều thì nến quay đầu luôn. Tuy nhiên là nhóm nhựa thì nhựa Hà Nội này nếu mà anh em liều ăn nhiều thì có thể cân nhắc những cái máy này được. mà với Kép G thì hôm nay nó cũng tăng khá là mạnh và giai đoạn này bắt đầu nó vôn nó cũng vào khá là nếu mà cân nhắc có chỉnh hoặc là để xin ngày mai nó tiếp tục hút von dữ dội thì vẫn cân nhắc tham gia những cái mã này được những cái mã này là những mã nó gì nè thì uh, hiện tại mình chỉ lọc ra để uh, cho anh em tham khảo kiểu vậy thôi chứ còn tư vấn mua liền cái mã nào thì rất là khó thì tổng kết lại hôm nay là mình cho khách hàng của mình nó, nó mọi người tham gia bốn uh, cái mã thì idi uh, nè idi giai đoạn này nó cũng uh, tăng khá là tốt KBC GET và thằng BSG thì có chỉnh mình sẽ cho mọi người gia tăng thêm bởi vì hôm nay tới cuối phiên mình mới chắc ăn là cái tín hiệu nó xuất hiện nên mình chỉ khuyến nghị anh chị em tham gia 70 phần trăm tiền mặt còn phần còn lại thì nếu mà nó có giảm thì anh em có thể cân nhắc có thể tham gia được quan trọng nhất là mình tránh theo tín hiệu thì tin tín hiệu còn giả sử hàng về bị sai lỗi thì chấp nhận cắt bỏ chắc là mình kết thúc cái clip cảm ơn chị em đã theo dõi hy vọng những cái cái hàng mình lọc ra này nó sẽ có tiến triển cho tốt vào ngày mai để mọi người có thể cân nhắc và trong phiên ngày mai mình cũng sẽ ngồi mình lọc nếu mà những cái mã nào đánh liền được mình cũng sẽ nhắn lên cho mọi người cảm ơn anh chị em